Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Phan Bội Châu là nhà cách mạng tiên phong trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của người Việt Nam. Ông là người đồng sáng lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Dù. Hôm nay các bạn hãy cùng Đi Đi Khám Phá, tìm hiểu về cuộc đời nhà cách mạng Phan Bội Châu nhé. Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, hiệu là Hải Thụ. Ông còn có một số biệt hiệu và bút danh khác như Thị Hán, Phan Giải Sang, Sào Nam Tử, Hạo Sinh, Hiếu Hán. Ban đầu ông tên là Phan Văn Sang, tuy nhiên vì chữ Sang trong tên của ông trùng với tên húy của vua Duy Tân, Vĩnh Sang, nên ông đã đổi tên thành Phan Bội Châu. Về thân thế, Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha ông là Phan Văn Phổ, mẹ ông là bà Nguyễn Thị Nhàn. Ngay từ bé, Phan Bội Châu đã nổi tiếng là một đứa trẻ thông minh. Năm 6 tuổi học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách luận ngữ, 13 tuổi ông thi đỗ đầu huyện. Năm 17 tuổi, ông viết bài Thịt Bình Tây Thu Bắc đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa chống Pháp. Đến năm 1885, khi đó Phan Bội Châu 19 tuổi, ông đã cùng bạn mình là Trần Văn Lương thành lập đội Sĩ Tử Cần Vương với khoảng 60 người, đứng lên chống lại thực dân Pháp. Tuy nhiên đội liên tục bị quân Pháp khủng bố, nên đã sớm phải giải tán. Đến năm Đinh Dậu 1897, ông đi thi và lọt vào trường nhì. Tuy nhiên sau đó ông bị khép tội, hoài hiệp văn tự, tức là mang văn tự trong áo. Lý do là vì một người bạn của ông là Trần Văn Lương đã cho vào tráp của ông mấy cuốn sách mà ông không hề hay biết. Vì việc này mà ông bị kết án, chung thân bất đắc ứng thi, tức là suốt đời không được dự thi. Sau khi bị kết án, Phan Bội Châu vào Huế dạy học. Vì là người có tài, ông được các quan viên yêu quý và xin vua Thành Thái xóa an tích cho. Nhờ vậy năm Canh Tý 1900, ông đã đi thi và đậu đầu giải nguyên thi hương ở trường thi Nghệ An. Về sự nghiệp cách mạng, trong vòng 5 năm sau khi đỗ giải nguyên, Phan Bội Châu bôn ba khắp cả nước, kết giao với nhiều nhà yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hàm, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê Huân, Nguyễn Quyền, Võ Hoành, Lê Đại và nhiều nhà yêu nước khác. Ông lên án việc thực dân Pháp cấm giảng dạy lịch sử Việt Nam mà bắt dân Việt học lịch sử Pháp, nhằm dùng ý xóa bỏ những ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Việt Nam, truyền bá văn hóa Pháp, nhằm đồng hóa người Việt, đồng thời đào tạo ra một tầng lớp công chức và chuyên viên phục vụ cho nền cai trị và công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp. Năm 1905, Phan Bội Châu chỉ trích nền giáo dục của thực dân Pháp ở thuộc địa là chỉ dạy người Việt viết văn Pháp, nói tiếng Pháp, tạm thời làm nô lệ cho Pháp. Đến năm 1904, ông cùng Nguyễn Hàm và khoảng 20 chiến sĩ khác thành lập Duy Tân Hội ở Quảng Nam để đánh đuổi Pháp, chọn Kỳ Ngoại Hầu, Cường Để, một người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn, làm hội chủ. Năm 1905, ông cùng Đặng Tử Kính và Tăng Bạc Hổ sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản để cầu viện Nhật giúp Duy Tân Hội đánh đuổi Pháp. Tại Nhật, ông gặp Lương Khải Siêu, một nhà cách mạng người Trung Quốc, và được khuyên là nên dùng thơ văn để thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Nghe lời, Phan Bội Châu đã viết Việt Nam Vong Quốc Sử nhằm kích lệ phong trào kháng chiến của đồng bào cả nước. Lại nghe hai nhân vật quan trọng của đảng tiến bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản là Okuma Shigenobu và Thủ tướng Inukai Tsuyoshi khuyên là nên cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập để sau này về giúp nước. Tháng 6 năm 1905, Phan Bội Châu về nước. Đến tháng 8 cùng năm, tại Hà Tĩnh, ông và các đồng chí nòng cốt trong Duy Tân Hội bàn bạc rồi đưa ra ba kế hoạch hành động, đó là nhanh chóng đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ra nước ngoài, lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp quần chúng và để có tài chính cho hội, chọn một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu được gian khổ, đưa đi học ở nước ngoài. Trong ba nhiệm vụ trên, thì nhiệm vụ thứ ba hết sức quan trọng và bí mật, nên Duy Tân Hội đã cử Phan Bội Châu và Nguyễn Hàm tự định liệu. Sau đó, phong trào Đông Du được hai ông phát động, được đông đảo người dân ở cả ba kỳ tham gia và ủng hộ, nhất là ở Nam Kỳ. Đến tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản cùng với ba thanh niên, sau đó lại có thêm 45 người nữa. Năm 1906, Cường Để qua Nhật được bố trí vào học trường Chấn Võ. Kể từ đó cho đến năm 1908, số học sinh sang Nhật Bản du học lên tới khoảng 200 người, sinh hoạt chung trong một tổ chức có quy củ gọi là Cống Hiến Hội. Đến tháng 3 năm 1908, phong trào cự siêu khất thuế, tức phong trào chống siêu thuế trung kỳ, nổi lên rầm rộ ở Quảng Nam rồi nhanh chóng lan ra các tỉnh khác. Bị thực dân Pháp đưa quân đàn áp, nhiều hội viên Duy Tân và người dân hưởng ứng phong trào Duy Tân bị bắt, trong số đó có Nguyễn Hàm, một nhân vật chủ chốt của hội.
Mất mát này chưa kịp khắc phục thì hai phái viên của hội là Hoàng Quang Thanh và Đặng Bỉnh Thành lại bị Pháp bắt khi vừa từ Nhật về Nam Kỳ nhận tiền quyên góp cho phong trào Đông Du. Tiếp đó tháng 9 năm 1908, Pháp và Nhật lại ký với nhau một hiệp ước, theo đó chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất các du học sinh người Việt ra khỏi Nhật Bản. Tháng 3 năm 1909, Cường Đệ và Phan Bội Châu cũng bị trục xuất. Đến đây, phong trào Đông Du mà Phan Bội Châu và các thành viên khác đã dày công xây dựng hoàn toàn tan rã, kết thúc một hoạt động quan trọng của hội. Cuối năm 1910, Phan Bội Châu chuyển đại bộ phận hội viên ở Quảng Đông về xây dựng căn cứ địa ở Bạn Thầm, Simla, tức Thái Lan ngày nay. Tại đây, họ cùng nhau cày cấy, học tập và luyện tập võ nghệ để chuẩn bị cho một kế hoạch phục quốc sau này. Tháng 5 năm Nhâm Tý, tức tháng 6 năm 1912, trong đại hội nghị tại Từ Đường Nhà Lưu Vĩnh Phúc, ở Quảng Đông, Trung Quốc, đại biểu khắp ba kỳ đã quyết định giải tán Duy Tân Hội và thành lập Việt Nam Quang Phục Hội, tức thay đổi tôn chỉ từ chủ nghĩa quân chủ sang chủ nghĩa dân chủ để đánh đuổi quân Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân Quốc kiến lập Việt Nam. Đáp ứng tình hình chuyển biến mới trên trường quốc tế. Mặc dù thay đổi tôn chỉ nhưng Phan Bội Châu vẫn duy trì kỳ ngoại hầu Cường Đệ trong vai trò chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam Quang Phục Hội nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước. Sau đó, Việt Nam Quang Phục Hội cử một số hội viên về nước để trừ khử một vài viên chức Pháp và một số tay sai thân tín của chúng nhằm thúc đẩy tinh thần kháng chiến của dân tộc. Các cuộc bạo động cách mạng tuy lẻ tẻ nhưng vẫn khuấy động được dư luận trong và ngoài nước, làm thực dân Pháp phải tăng cường khủng bố, bắt và giết nhiều người ủng hộ cách mạng. Bị kết tội chủ mưu, Phan Bội Châu và Cường Đệ bị thực dân Pháp và nhà Nguyễn kết án tử hình vắng mặt. Năm 1913, thực dân Pháp cử người đến Quảng Đông, yêu cầu Tổng đốc Long Tế Quang bắt Phan Bội Châu và các thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1913, Phan Bội Châu bị bắt. Nhưng nhờ Nguyễn Thượng Hiền, lúc bấy giờ đang ở Bắc Kinh, vận động, nên Long Tế Quang không thể giao nộp ông cho Pháp mà chỉ đưa giam vào nhà tù Quảng Đông. Đến tháng 2 năm 1917 thì ông được giải thoát. Ra tù, Phan Bội Châu lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Đến năm 1922, phỏng theo Trung Quốc Quốc Dân Đảng của Tôn Trung Sơn, ông định cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Được Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc này đang làm ủy viên Đông Phương Bộ, phụ trách cục phương Nam của Quốc tế Cộng sản góp ý, Phan Bội Châu định thay đổi đường lối theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khi chưa kịp cải tổ lại bộ máy cách mạng, thì ông bị thực dân Pháp bắt cóc ngày 30 tháng 6 năm 1925 tại Thượng Hải, rồi áp giải về nước kết án tù chung thân. Dù trước đó vào năm 1912 chúng đã kết án tử hình vắng mặt cho ông, trước phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho ông trên cả nước và sự tác động của toàn quyền Pháp tại Đông Dương Alexander Varenne, ông được cho về an trí, tức là giam lỏng tại Bến Ngự, Huế. Trong 15 năm cuối đời, Phan Bội Châu vẫn giữ trọn tinh thần yêu nước, không ngừng tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ. Vì thế nên ông được nhân dân vô cùng yêu mến và kính trọng. Để tưởng nhớ công lao của ông trong công cuộc đấu tranh, cách mạng, giành quyền tự do cho Việt Nam, tên ông đã được đặt cho nhiều trường học, nhiều con đường trên cả nước, trong đó có trường chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An. Tại cố đô Huế, khu di tích tưởng niệm Phan Bội Châu tọa lạc trên con đường cùng tên. Lăng mộ cùng với mái nhà tranh nhỏ nơi ông từng sống, cách nhau chỉ vài bước chân. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy ấn thích và chia sẻ video này đến bạn bè nhé. Còn nếu thấy chưa hay các bạn hãy ấn không thích và để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.